cái màu vàng rất là đẹp luôn. À, nhìn hấp dẫn quá quý cô bác anh chị em và các bạn ơi. Hoàn toàn là cái này là màu chuối tự nhiên ha, không có để màu gì hết á. Màu vàng rất là đẹp. Đó, chuối hấp cái bột mềm vừa phải. Dẻo ngon ha. Rất là dẻo. Rồi, dĩa bánh chuối của mình đã hoàn thành rồi, bây giờ ăn thử thôi. Rất là ngon luôn. Hello, xin kính chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Thì ngày hôm nay á, nhà Nicky á có mua một nải chuối về mà ăn không hết á, mấy trái chuối nó chín quá trời luôn rồi. Thì hôm nay là Nicky sẽ làm bánh chuối hấp ha. Bây giờ Nicky sẽ cắt cái chuối này ra cho nó mỏng mỏng ha cô bác anh chị em và các bạn. Rồi chuối Nicky đã cắt xong rồi nè quý cô bác anh chị em và các bạn. Chuối này cái màu vàng ngon quá. Bây giờ Nicky sẽ ướp vào đây khoảng 2 muỗng cà phê đường. Một phần ba muỗng cà phê muối. Một gói đường vani. Rồi sau đó ghi trộn đều lên. Sau khi trộn đều thì Nicky sẽ để đây khoảng 10 phút cho nó thấm đều ha quý cô bác anh chị và các bạn. Rồi sau khi bột đã cân xong á, thì bây giờ mình sẽ đổ nước vô ha quý cô bác anh chị em và các bạn. Thì nước ở đây thì Nicky sẽ sử dụng khoảng 220ml nước. Nước ấm ha quý cô bác anh chị em và các bạn. Ấm khoảng 60 đến 70 độ. Lượng nước là 220ml. Bây giờ Nicky sẽ trộn cho nó đều. Nicky đổ nước vô. Bột sau khi mà mình đã đổ nước vô rồi, mình trộn cho nó đều rồi. Bây giờ Nicky sẽ đổ cái chuối này vào. Bây giờ Nicky sẽ đi chuẩn bị cái khuôn ha. Rồi cái khuôn Nicky đã thay dầu xong rồi. Bây giờ Nicky sẽ đổ bột và chuối vô. Thì mình có thể vớt một ít lát chuối để phía dưới.
để cho cái mặt nó nhìn cho nó đẹp một tí. Đây, sau khi mà mình đã để một cái lớp mặt chuối ở dưới đây thì phần còn lại giờ mình đổ vô luôn. Rồi bây giờ cái mặt trên này cũng vậy, mình muốn cho cái mặt trên này á, nó có nổi chuối lên đẹp thì mình cũng sắp xếp lại tí xíu. Giờ mình lắc ra, lắc cái khuôn á, mình cho bột với chuối nó hòa quyện vào cho nó đều. À, bây giờ mình có thể đi hấp được rồi nè quý cô bác anh chị em và các bạn. Nicky đã bắt sẵn một cái nồi nước sôi rồi nè. Giờ nước đang sôi rất là mạnh. Cái hạ lửa. Rồi để cái khuôn bánh vào. Đây đó, sợ là cái hơi nó nhiễu xuống đây nè, nó sẽ làm ướt cái mặt bánh này, thì Nicky sẽ lấy bạc Nicky chụp ở trên. Rồi bây giờ Nicky đậy nắp lại. Rồi mình hấp đây khoảng 30 phút, nhưng mà mình xả hơi 1 đến 2 lần ha quý cô bác anh chị em và các bạn. Rồi bây giờ mình mở nắp xả hơi nha. Bây giờ được 15 phút rồi đó quý cô bác anh chị em và các bạn. Đó, mình nghiêng cái nắp cho cái hơi nước nó chảy xuống ha. Nicky sẽ mở hé hé lên thử coi như thế nào nha. Wow, vàng ngon lắm. Nhưng mà chưa có chín đều ha. Giờ mình sẽ để vô lại. Tiếp tục đậy nắp lại, hấp tiếp 15 phút nữa ha quý cô bác anh chị em và các bạn. Bây giờ Nicky sẽ kiểm tra cái bánh đã chín chưa nha quý cô bác anh chị em và các bạn. Tổng cộng thời gian mình hấp nó được 30 phút rồi. Nicky giảm lửa trước. Mình dở này lên thử nha. Nicky thấy cái bột nó đã trong rồi. Bây giờ mình dùng cái cây tăm này nè, mình thử cái bột nó chín chưa. Rồi, thấy bột nó không còn dính trên đây nữa, bột nó đã trong hết rồi. Thì Nicky nghĩ đã chín rồi ha. Rồi, Nicky lấy ra luôn nha. Wow, cái màu vàng rất là đẹp luôn. Nhìn hấp dẫn quá quý cô bác anh chị em và các bạn ơi. Hoàn toàn là cái này là màu chuối tự nhiên ha, không có để màu gì hết á. Màu vàng rất là đẹp. Bây giờ Nicky sẽ nấu nước cốt để mình ăn với bánh chuối hấp của mình theo quý cô bác anh chị em và các bạn. Đây bây giờ Nicky ở đây có một lon nước cốt dừa. Hiệu nào cũng được hết á quý cô bác anh chị em và các bạn. Thì để cho cái nước cốt dừa nó hấp dẫn thêm á thì Nicky để thêm bột bán. Đây là nửa khúc bột bán với lá dứa.
À, để thêm lá dứa để cho nước cốt dừa nó thơm ha quý cô bác anh chị em và các bạn. À, nước kia để vào đây 2 muỗng đường. Một tí xíu muối. Rồi bây giờ Nikki sẽ bắt lên bếp. Rồi cái bột bán á, thì hồi nãy á, Nikki rửa nước sơ qua thôi. Thì sau đó thì Nikki để vào. Thì Nikki đổ nước chừng 2-3 phút à, không coi mình cũng không có ngâm lâu ha. Bây giờ Nikki đổ vào luôn. Cái bột bán này nó rất là mềm, nên là không có ngâm lâu được. Không có cần ngâm lâu. Rồi bây giờ Nikki ra tôi sẽ tắt lửa luôn ha quý cô bác anh chị em và các bạn. À, rồi bánh chuối hấp của Nikki hấp bây giờ để ra ngoài đã nguội rồi nè quý cô bác anh chị em và các bạn ơi. Đó. Cái màu chuối vàng tự nhiên rất là đẹp màu ha. Nikki không có để màu gì thêm hết á. Rất là ngon. Hôm nay hấp chuối bánh chuối rất là thành công luôn. Bây giờ Nikki sẽ để ra dĩa cho quý cô bác anh chị em và các bạn xem. Do mình nãy mình có để cái giấy thấm dầu nên là lấy ra cũng rất là dễ dàng. Nikki úp lại luôn. Wow. Đẹp quá. Bánh dẻo ngon lắm ha quý cô bác anh chị em và các bạn. Đó. Nãy mình sắp nè, sắp chuối nè, giờ Nikki sẽ cắt ra ăn ha. Vào công nhận ngon thật á. À, cái miếng chuối nó vàng rất là đẹp. Rồi bây giờ Nikki cắt hình thoi ha. Rồi bánh chuối Nikki đã cắt xong rồi nè quý cô bác anh chị em và các bạn. À, nhìn là rất là hấp dẫn, là muốn ăn rồi đó. Bây giờ để Nikki lấy nước cốt Nikki rang vào. Thêm một tí đậu phộng nữa cho hấp dẫn ha quý cô bác anh chị em và các bạn ơi, có đậu phộng thì rất là thơm ngon. Rồi dĩa bánh chuối của mình đã hoàn thành rồi, bây giờ ăn thử thôi, rất là ngon luôn. À, hôm nay video chia sẻ món bánh chuối hấp đến đây Nikki xin tạm dừng. Rất mong quý cô bác anh chị em và các bạn hãy làm ăn thành công món bánh chuối hấp nha. Xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị em và các bạn trong những video tới. Bây giờ xin kính chào tạm biệt.